Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Nên các đã bước qua ngày thứ năm rồi. Và ở Việt Nam đó, thì chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ đến ngày Tết. Thì đầu video đó thuận muốn gửi là chúc các bạn và gia đình có những ngày Tết vui vẻ, hạnh phúc. Và chúc các bạn có một năm mới đầy sức khỏe và có nhiều thành công trong đầu tư. Thì sau video này đó team thuần khác video cũng sẽ tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày và trong vòng 4 ngày tới đó thì sẽ không có video nhưng mà thuần sẽ vẫn tiếp tục cập nhật nhiều tin tức với các bạn tại vì tuần này đó thì vẫn tiếp tục các bạn có nhiều bạn hỏi thuận là ở bên mỹ đó thì có ăn tết ta hay không thì câu trả lời là không các bạn đây vẫn là một tuần bình thường như là mọi tuần cho nên ngày mai và ngày mốt đó chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhận được nhiều cái thông tin lớn và thuần sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội cho nên những bạn nào mà chưa theo dõi telegram twitter facebook thì các bạn nên theo dõi tất cả link nằm bên dưới video này các bạn bấm vào sẽ nhìn thấy được những cái link của những kênh chính thức để các bạn có thể theo dõi để nhận được những tin tức mới nhất. Và cái Tết năm nay nó là đánh dấu 26 năm các bạn, 26 năm là Thuận chưa có về Việt Nam ăn Tết. Tại vì các bạn đã biết là thuận qua Mỹ là năm 1998 thì từ khi qua Mỹ tới bây giờ thường chưa bây giờ Việt Nam ăn Tết hết các bạn. Và nói tới về Việt Nam đó thì cũng đã khoảng 6 năm rồi thường không về tại vì cũng khá là bận rồi sau đó thường lại có con nhỏ các bạn thì cũng rất là khó để mà đi máy bay. Nhưng mà các bạn đừng lo sẽ có dịp các bạn, thường sẽ cố gắng sắp xếp. <laughs> Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin lớn ngày hôm nay tại vì hôm nay đang là một ngày mà cực kỳ sôi so động. Trước hết thì các bạn nhìn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay đã tăng hơn 3% dựa theo CNBC các bạn. Ở mức là 44.657 hiện tại chúng ta cũng đã có Ethereum tăng hơn phần trăm ở mức là mươi lăm Và thị trường hôm nay rất là xanh các bạn. Rất nhiều rất nhiều những cái altcoin cũng đã có cái sự tăng trưởng. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về crypto thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Tại vì không chỉ riêng là crypto mà chúng ta có thị trường chứng khoán hôm nay vẫn tiếp tục xanh chúng ta có chỉ số Dow Jones tăng 0.4% nhưng mà các bạn thấy được là hai chỉ số còn lại đã tăng rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy được là S&P 500 tăng 0.82 và Nasdaq đã tăng 0.95% ngày hôm nay. Và hôm nay đó chúng ta có một vài thông tin rất là lớn liên quan đến thị trường tài chính nói chung và có sự ảnh hưởng đó với lại Fed và lãi suất. Chúng ta trước hết thì nói tới cái thông tin liên quan tới hợp đồng tương lai đi thì pre-market thì bây giờ không có thay đổi nhiều các bạn hợp đồng của dầu thì sao hợp đồng của dầu đó thì cũng không thay đổi nhiều ở mức là 74 đô 16 sen cũng là cái mức ổn định chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi và chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó thì ở mức là 2.051 đô thì cái này nó cũng tương tự như ngày hôm qua các bạn có nghĩa là hôm nay đây chúng ta chủ yếu thấy là crypto và chứng khoán tiếp tục có cái sự tăng trưởng Chúng ta có thể thấy được hôm nay đã tin tức lớn là liên quan đến công trái phiếu của Hoa Kỳ. Tại vì hôm nay đây các bạn nhìn thấy là Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bán cái số lượng kỷ lục là 42 tỷ đô la trái phiếu 10 năm các bạn nghĩa là công trái phiếu có cái kỳ hạn là 10 năm ngày hôm nay đây là cái số lượng lớn nhất kể từ trước cho đến bây giờ và nó đã thu hút được cái nhu cầu cũng rất là mạnh các bạn ngay cả khi mà cái mức lãi suất là 4.093% thấp hơn trước đó tại vì các bạn nên hiểu là cái thị trường tài chính nó sẽ luôn đi trước một bước có nghĩa là các bạn đã nhớ là khi mà Fed nói là suy nghĩ đến việc tăng lãi suất thì chúng ta thấy lãi suất trong thị trường đã tăng rồi và bây giờ đó khi mà Fed nói là suy nghĩ đến giảm lãi suất thì lãi suất thị trường sẽ giảm trước và cái vấn đề chúng ta nói tới gần đây đó có phải là có một cái gì đó khiến cho chủ tịch John Powell lo lắng không phải là liên quan đến phần trăm lạm phát không phải là liên quan đến bất cứ thứ gì khác mà chính là vì cái số lượng công trái phiếu Hoa Kỳ cần phải được bán có thể là ông lo lắng nếu như mà giảm lãi suất sẽ dẫn đến là lãi suất của công trái phiếu đó gián tiếp cũng sẽ bị giảm luôn và sẽ ảnh hưởng đến cái nhu cầu của bạn khi mà công trái phiếu đó cái tiền lời không còn hấp dẫn nữa thì có thể là không có nhiều người mua nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là kết quả ngày hôm nay bán rất là nhiều và nhu cầu rất là mạnh có thể điều này ít nhiều gì cũng có thể khiến cho chủ tịch chọn thầu có thể là an tâm hơn là có thể giảm lãi suất trong thời gian tới đây. Nhưng mà ngoại trừ việc này ra đó chúng ta cũng thấy là tuần này là một tuần mà có rất là nhiều những quan chức của Fed đã chia sẻ và lần này đó không giống như những lần trước tại vì lần này đã phần lớn những cái thông tin được chia sẻ nó đều gần như giống nhau các bạn và chúng ta chỉ mới có thứ tư mà thôi. Thứ năm, thứ sáu hai ngày kế tiếp sẽ có nhiều những cái tin tức nữa. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó thì chúng ta tổng cộng là có bốn quan chức của Fed và họ đã nói gì các bạn? Trước hết chúng ta hãy nói tới thống đốc của Fed đó chính là Adriana Cookler thì người này nói gì các bạn Adriana đã cho biết là lạm phát đang có những dấu hiệu giảm rất là tốt nhưng mà bà chưa sẵn sàng bắt đầu giảm lãi suất. Kế đó chúng ta hay nói tới lời phát biểu đến từ một trong những người mà rất là hot các bạn đó chính là Neil Kaskari và Neil Kaskari chính là chủ tịch Fed địa phương ở Minneapolis và ông này nói gì các bạn? Ông nói là ông đang rất thận trọng về việc cắt giảm lãi suất tại vì ông không muốn cắt giảm quá nhanh và ông cho biết là cho dù như vậy nhưng mà ông vẫn kỳ vọng là trong năm nay có thể cắt giảm lãi suất là hai cho đến ba lần các bạn cũng nên biết là ngay bây giờ đó chúng ta cũng đang có cái sự kỳ vọng trong thị trường là phép cắt giảm lãi suất là 4 tới năm lần thì các bạn đang thấy được là ngay bây giờ thì vẫn có cái sự trên lệch nhưng mà ngay cả New Scary vẫn nghĩ là chúng ta có kỳ vọng là cắt lãi suất hai cho đến ba lần năm nay các bạn có thể nhìn thấy được là kế tiếp đó chính là chủ tịch Fed tại địa phương Boston đó chính là Susan Collins và Susan Collins sẽ nói gì các bạn bà ta nói là tôi sẽ cần thấy nhiều bằng chứng hơn trước khi mà xem xét điều chỉnh lập trường chính sách có nghĩa là bà cũng cởi mở miễn là có thêm dẫn chứng cho thấy được là lạm phát tiếp tục đi về xu hướng cần thiết thì bà có thể là sẽ giảm lãi suất cái đó chúng ta sẽ nói tới người cuối cùng đã phát biểu từ đầu tuần tới bây giờ đó chính là chủ tịch Fed tại địa phương Richmond và đó là Thomas Barkin thì Thomas Barkin đã nói gì các bạn ông nói là có nghe gì không âm thanh mà bạn đang nghe đó là cái tiếng của hạ cánh mềm có nghĩa là ông nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể có hạ cánh mềm một lần nữa hạ cánh mềm có nghĩa là đẩy lùi lạm phát mà không dẫn đến suy thoái tài chính không dẫn đến là có thất nghiệp tăng cao cho dù như vậy ông cũng nói là chúng ta nên kiên nhẫn thêm một chút xíu nữa với lãi suất thì nó tóm lại ra hầu hết đều cùng quan điểm với chủ tịch john powell rất rõ ràng là trong năm nay sẽ có cái giảm lãi suất bây giờ đã câu hỏi là khi nào mà cắt giảm và cắt bao nhiêu lần một lần nữa ngay cả cái người mà cực kỳ hawkers đó chính là Neil Kaskari một trong những người mà liên tục kêu gọi Fed mạnh tay siết chặt hơn nữa mạnh tay siết chặt hơn nữa hai năm qua thì ngay cả người này bây giờ cũng nói là kỳ vọng là giảm lãi suất 2 cho đến 3 lần trong năm nay. Đây có phải là lý do tại sao mà thị trường xanh hay không thì tôi nghĩ khả năng cao. Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy chứng khoán tiếp tục xanh. Còn về crypto đó thì có nhiều yếu tố, không có một tin tức nào rõ ràng liên quan đến tại sao mà giá tăng nhưng mà hôm nay chúng ta lại có hàng loạt những cái tin tức nếu mà cái tính chất lạc quan các bạn và thông tin liên quan tới lãi suất thường mới chia sẻ đó chính là một cái tin tức thường cảm thấy rất là lạc quan nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào một số những cái thông tin khác nữa các bạn có thể nhìn thấy được là trên màn hình đây chính là cái chứng khoán của ngân hàng địa phương New York Community Bank và chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều về ngân hàng này rồi các bạn thấy được là ngân hàng này đó cổ phiếu đã giảm tơi tả có thể nói là giảm khoảng chừng là 65% từ đầu năm tới bây giờ và liên tục giảm trong vòng hai ngày qua ngày hôm nay đó thì cuối cùng đã có một cái sự hồi phục là 6.67% coi như là vẫn giảm nhiều các bạn nhưng mà hôm nay ít ra không tiếp tục giảm nữa nhưng mà thật ra hồi sáng này đây chúng ta thấy được cổ phiếu này tiếp tục giảm Tại vì ngày hôm qua đó công ty Moody, công ty mà xếp hạng những cái chứng khoán thì họ đã liệt chứng khoán này vào cái hạng gọi là chân nghĩa là rác các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là sau khi giảm thì lại có cái sự hồi phục. Tại vì sao thì có một số những cái tin tức. Thứ nhất đó là chúng ta có thể thấy được là cái ngân hàng này họ đã làm rõ cái vấn đề của họ tại vì họ có nhiều nợ xấu chứ không phải là cái vấn đề là có nhiều người tới rút tiền. Họ không gặp cái vấn đề liên quan tới là bị rút hàng lọt các bạn. Và họ nói là trên căn bản 72% của tất cả những người mà đến gửi tiền cho họ đó thì đều được đảm bảo hết. Có nghĩa là có bảo hiểm. Còn cái phần còn lại là 28% đó thì họ có cái số lượng tài sản dự trữ để trả nếu như mà có chuyện gì xấu xảy ra. Cho nên cái vấn đề lo lắng là họ không có tiền để mà trả những người gỡ tiền đó thì cái đó không có đúng. Cái mà họ gặp vấn đề đó chính là họ cho vay quá nhiều cho những cái công ty mà họ phát triển bất động sản thương mại. Và bất động sản thương mại đó đang gặp rất nhiều vấn đề các bạn. Tại vì sau khi đại dịch thì rất nhiều những cái building đó những cái văn phòng đó bây giờ đang bỏ trống tại vì người ta không có cần cái nhu cầu mướn nhiều mặt bằng như vậy nữa cho nên uh, phần lớn mọi người bây giờ làm việc ở nhà và cho dù đi làm hay nữa thì các bạn thì được là họ cũng đi làm khoảng chừng là hai ngày ba ngày một tuần thì họ không cần nhiều cái bất động sản thương mại nữa dẫn đến là rất nhiều những công ty đó gặp vấn đề và khi mà họ gặp vấn đề đương nhiên những ngân hàng cho họ vay cũng sẽ gặp vấn đề và đó là ngân hàng New York Community Bank và bây giờ họ nói là họ đang rất là tích cực để mà có thể kiếm thêm người chăm vốn vào kiếm thêm người để mà mua một số những cái nợ xấu đó vẫn chưa có kết quả các bạn nhưng mà có thể là ngày hôm nay cái thông tin là họ nói cái phần tiền gửi của người dân thì không cần phải lo lắng chỉ là cái số lượng nợ xấu của họ dẫn đến họ bị thua lỗ mà thôi có thể đây cũng là một cái lý do tại sao mà chúng ta thấy là cổ phiếu này ngày hôm nay cũng đã một có một cái sự hồi phục khi nào mà có thêm tin tức thường sẽ chia sẻ với các bạn tại vì rất nhiều người quan tâm đến cái thông tin liên quan tới New York Community Bank có phải chúng ta đang chứng kiến một cái gì đó nó ngoại lệ chỉ xảy ra đối với ngân hàng này hay là chúng ta đang chứng kiến cái sự khởi đầu của cái sự sụp đổ của nhiều ngân hàng địa phương giống như chúng ta đã từng chứng kiến hồi tháng 3 hồi tháng 3 đó khi mà ngân hàng silicon valley bank sbb gặp vấn đề thì mới đầu người ta cũng tưởng là ồ oh, có thể là tại vì ngân hàng này họ cho những cái công ty phát triển công nghệ vay nhiều và những công ty đó bị thua lỗ cho nên họ mới bị gặp vấn đề nhưng mà sau đó các bạn thấy là không đúng tại vì cái vấn đề không phải là họ cho ai vay mà cái vấn đề là họ lưu trữ quá nhiều công trái phiếu mà đang bị lỗ hiện tại rồi sau đó dẫn theo hàng loạt những ngân hàng sụp đổ thì bây giờ ai ai cũng đang nhìn vào ngân hàng này có phải ngân hàng này cũng tương tự như vậy hay là không hay là đây chỉ là một ngoại lệ mà thôi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các bạn và chúng ta cũng tiếp tục nghe nhiều công ty sa thải nhân viên hôm nay đã warner music thì cũng đã đưa ra quyết định là họ sẽ cắt giảm tổng cộng là 600 việc làm các bạn 600 người sẽ bị cắt có nghĩa là đại diện cho 10% của tổng cái số lượng nhân viên của họ tiếp tục là một những công ty lớn liên tục cắt giảm nhân viên nhưng mà chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới tình hình của crypto đi thì các bạn thấy hôm nay là một ngày rất là xanh cho Bitcoin hiện bây giờ đó các bạn thấy được giá là khoảng 44.700 đô và chúng ta nói riêng về Bitcoin trước đi trước khi mà nói về một số những cái đồng khác thì các bạn đã thấy được là cái tin tức lớn vẫn tiếp tục say one về Bitcoin Spot ETF và ngày hôm nay là một ngày mà cực kỳ sôi Động, các bạn có thấy được là hôm nay đây giao dịch tổng cộng đã là hơn 1 tỷ đô la rồi một trong những ngày mà cực kỳ sơ so động đối với lại Bitcoin Spot ETF và các bạn nhìn thấy trên màn hình á cái sản phẩm nào dẫn đầu đó chính là iShare Bitcoin Trust của BlackRock các bạn tổng cộng là có 341 triệu đô la đã giao dịch và kế đó chính là Trayscale GBTC và đứng thứ ba là Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund thì chúng ta nhìn thấy được là BlackRock một lần nữa đã chiếm chay vị thế là cây quỹ Bitcoin Smart ETF có nhiều giao dịch nhất hiện tại và chúng ta có thể nhìn thấy được một cái tấm hình nó có thể là cho các bạn hình dung rõ hơn. Đây là một cái cách nhìn cho chúng ta nhìn thấy được là mỗi một ngày đó thì cái số lượng được bán bởi Rayscale tính theo đô la là bao nhiêu. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là đỉnh điểm đó, cách đây khoảng chừng là hai tuần mấy là chúng ta thấy được có tới 640 triệu đô la được bán bởi Rayscale GBTC trong vòng một ngày. Nhưng mà sau đó các bạn thấy được là càng ngày đó cái thanh màu đỏ này càng thấp đi và thấp đi, có nghĩa là chúng ta thấy được là cái lực bán của RayScale nó rất rõ ràng là ngày càng thấp đi và thấp đi các bạn và tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục như vậy. Ngoại trừ một điều, có nghĩa là ngày mai đây chúng ta sẽ nghe cái thông tin đến từ to tại vì các bạn đã biết là một những công ty khác mà lưu trữ nhiều chỉ BTC, các bạn đã nhớ là tại sao mà có nhiều RayScale gbdc bị bán như vậy khi mà có bitcoin spot etf tại vì chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều đơn vị họ chờ đợi bán một thời gian rồi trong đó có ftx họ đã bán là phân nửa cái số lượng đã được bán các bạn như là hơn 1 tỷ đô la là được bán bởi ftx khi mà khởi đầu rồi sau đó các bạn thì là công ty mẹ là công ty dcg cũng có nhiều chủ nợ và họ cũng đã nhân cơ hội bán và sau đó chúng ta cũng có là một số những cái nhà đầu tư họ bán gbdc tại vì họ muốn mua những quỹ khác có cái phí thấp hơn thì đó là cái tốc độ bán ban đầu nhưng mà sau khi những người đó bán rồi các bạn, sau khi mà FTX bán rồi, sau khi mà DCG bán rồi thì các bạn thấy tốc độ ngày càng giảm xuống. Nhưng mà chúng ta cũng còn một khả năng nữa, đó chính là chúng ta nên nhớ là công ty Genesis. Công ty này là công ty mà đã khai bảo vệ phá sản, họ cũng đang lưu trữ nhiều GBTC. Chi tiết hơn là họ lưu trữ khoảng chừng là 1 tỷ 3, thì ngày mai đó là cái phiên tòa họ đã xin phép tòa cho họ bán cái số lượng đó để bắt đầu trả tiền cho những cái chủ nợ những cái nạn nhân thì chúng ta không biết kết quả ra sao nhưng mà cho dù là họ được bán đi nữa thì chúng ta có thể thấy được là cái số lượng bán lại tăng lên một lần nữa nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là trong vòng 3 tuần qua đã hơn 6 tỷ đô la đã được bán và đã được hấp thụ bởi những quỹ còn lại và giá bịt không bây giờ vẫn là hơn 44.000 đô thì 1 tỷ mấy này thường cũng không lo lắng nhiều rồi các bạn nếu như mà họ cần thì họ bán bây giờ họ không bán sau này cũng sẽ bán mà thôi sớm hay muộn nhưng mà tôi nghĩ là bán thì sẽ được hấp thụ bởi những quỹ còn lại nhưng mà các bạn có thể nhìn biểu đồ này nó giống như là một tác phẩm nghệ thuật các bạn đối với là như vậy nhưng mà chúng ta có thể thấy là ngày hôm qua chúng ta tiếp tục có ngày thứ 8 dòng tiền dương vào trong thị trường này là 33 triệu đô la và chúng ta thấy được hôm nay đó thì Grayscale cũng bán là 80 triệu nhưng mà chúng ta đã được ngày hôm nay là ngày thứ hai liên tục mà cái số lượng bán bởi Grayscale đã dưới 100 triệu rồi. Có nghĩa là hồi nãy như thường nói đó là những bài nào mà không rành về vấn đề gì đang xảy ra thì các bạn có thể nghĩ như thế này, Bitcoin Spot ETF được thông qua rồi nhưng mà chúng ta lại có một đơn vị bán rất là nhiều trong thời gian qua đó chính là Grayscale GBTC. Cái quỹ này đã có cách đây nhiều năm rồi nhưng mà trước đây đó thì các bạn chỉ có thể là nạp Bitcoin hay là nạp tiền vào cái quỹ này rồi các bạn chỉ có thể bán cái cổ phần đó cho những người khác mà thôi bây giờ đó thì đã có Bitcoin Spot ETF giá cũng đã có cái sự hồi phục tại vì trước đây đó cái quỹ này giao dịch dưới cái giá Bitcoin mà nên giao dịch các bạn tại vì cái tính thanh khoản không có cao bây giờ đã có Bitcoin Spot ETF thanh khoản cao thì cái cổ phần này nó đã hồi phục lại cho nên nhiều người muốn bán tại vì nhiều người đã chờ đợi nhiều năm nhưng mà cái lực bán đó bây giờ cũng đã chậm lại rồi và bây giờ đã dưới 100 triệu đô là trong khi những buổi còn lại vẫn tiếp tục hấp thụ. đương nhiên chúng ta cũng có thể thấy được là cái tốc độ hấp thụ rồi cũng đã chậm lại nhưng mà vẫn hấp thụ nhiều hơn là cái số lượng bán. Chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình ở đây là cập nhật mới nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hàng ngày chúng ta vẫn có giống như là chúng ta nói tới bắt đầu từ đầu tháng 2 đi. Chúng ta có tổng cộng là trên màn hình là hơn 1.000 Bitcoin được tích lũy thêm. Cái này đó chúng ta đã tính luôn cái số lượng được bán ra bởi Rayscale rồi. Ngày kế tiếp là 1.805, ngày kế tiếp là 1 một Ngày hôm qua đó thì hơi yếu của bạn là 780. Hôm nay không biết bao nhiêu nhưng mà khả năng hôm nay cũng sẽ là một ngày mà có cái dòng tiền dương. Nhưng mà cái mà chúng ta muốn thấy là cái lực bán của Rayscale ngày càng cạn kiệt. Thì tới một lúc nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái tốc độ thu mua cho dù là mức là khoảng một ngàn bịch không một ngày thì cái số lượng này vẫn cao hơn là cái số lượng được đào ra bởi những cái công ty đào hiện tại các bạn mỗi ngày chúng ta cũng đã biết chỉ có 900 trăm bịch không được đào ra mà thôi mà cái số lượng đó đó trước đây là được bán thường là trên sàn OTC bây giờ các bạn đã thấy là trên sàn OTC lại có thêm một lực mua nữa trước đây đó các bạn thấy được cái số lượng đó cũng đã được hấp thụ và giá cả vẫn tăng thì bây giờ chúng ta lại có thêm một lực nữa thì tới cuối cùng một ngày nào đó đó chúng ta sẽ thấy được là cái số lượng trên sàn OTC sẽ bị cạn kiệt và nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới giá spot đó là điều mà chúng ta đang chờ đợi hiện tại tốn bao nhiêu lâu tôi không biết các bạn nhưng mà mọi thứ hình như diễn ra rất là nhanh và đối với lại cái tốc độ này đó các bạn nhìn thấy được thống kê từ đầu năm tới bây giờ đó thì cái quỹ của BlackRock là cái quỹ ETF có cái dòng tiền vào lớn thứ năm các bạn có nghĩa là cái dòng tiền vào chỉ tính riêng quỹ Bitcoin Spot ETF của BlackRock đã hơn cả 99.8% của tất cả quỹ ETF trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ rồi một dẫn chứng như các bạn thấy cái sự thành công của Bitcoin Spot ETF như thế nào và chúng ta cũng đã từng nói tới là chúng ta có ba giai đoạn tiền sẽ đi vào thị trường này giai đoạn ngắn hạn là giai đoạn chúng ta đang chứng kiến hiện tại tiền được phân bổ vào những cái quỹ Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ đến từ những cái quỹ khác và cũng có một số người bình thường như thường với các bạn thì cũng có thể lên trên trên những cái ứng dụng chứng khoán và mua trực tiếp thì đó là giai đoạn đầu tiên các bạn cái giai đoạn này đó chúng ta vẫn chưa có xong cho nên khi nào mà xong hết rồi chúng ta mới thực sự thấy được là cái nhu cầu của giai đoạn một bao nhiêu nhưng mà đây không phải là cái nhu cầu lớn đâu nhu cầu lớn thứ nhì đó chính là giai đoạn trung hạn các bạn có thể là phải đợi tới khoảng chừng một năm thì đó là cái giai đoạn mà những cái công ty tư vấn đầu tư họ sẽ bắt đầu giới thiệu sản phẩm này cho khách hàng của họ và họ chỉ có thể làm điều đó sau khi mà đã được huấn luyện làm sao để mà chào bán những mặt hàng này nhưng mà cái số tiền lớn nhất đó chính là giai đoạn thứ ba các bạn đó chính là khi mà những cái quỹ đầu tư lớn họ sẽ điều chỉnh mô hình của họ để đa dạng hóa một phần vào trong bitcoin và những quỹ đó họ lưu trữ tới giống như là hàng nghìn tỷ đô la các bạn thì một phần nhỏ thôi đi vào thị trường bitcoin này sẽ rất là lớn và đó là cái giai đoạn mà sẽ tốn có thể nhiều năm nhưng mà nó cũng không cần phải giống như là chúng ta chờ đợi vài tháng rồi à, một hai năm rồi nhiều năm sau đâu mọi thứ có thể diễn ra giống như là cùng một cái thời điểm nhưng mà có cái sự nhanh hay chậm mà thôi. Giống như chúng ta cũng đã nói là gần đây đã có một cái đề xuất của một cái quỹ tới SEC nói là họ muốn điều chỉnh mô hình của họ để có Bitcoin Spot ETF trong đó. Hôm nay đây chúng ta thấy được là ở trên trang web của Fidelity thì họ có một cái quỹ ETF khác có tên là Fidelity All-in-One Conservative ETF Fund. Nghĩa là đây là một cái quỹ ETF mà nó có cái tính an toàn hơn nhưng mà nó có tất cả các loại tài sản các bạn có thể mua quỹ đầu tư này thay vì là mua từng cổ phiếu rồi các bạn tự điều chỉnh các bạn tự cân bằng thì các bạn mua cái quỹ này nó sẽ đơn giản hơn nhiều nhưng mà các bạn có thể thấy được bên dưới này đó họ không có quảng cáo nhưng mà các bạn thấy được là họ cũng đã để Fidelity Advantage Bitcoin ETF 1% có nghĩa là 1% của cái số lượng tiền vào trong cái quỹ này sau này sẽ được phân bổ vào trong Bitcoin cái quỹ này càng lớn thì sẽ càng có nhiều tiền phân bổ vào trong Bitcoin cái quỹ này không phải là lớn lắm các bạn đây là một cái quỹ mà có tổng cộng là chỉ có 111 triệu được quản lý mà thôi nhưng mà đây là cái sự bắt đầu sẽ có nhiều những quỹ tương tự như vậy và có một số người nói là chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều tại vì không phải ai cũng muốn đầu tư vào bịt khôi đâu cái đó rằng mỹ các bạn tôi nghĩ là tới cuối cùng nó không phải ai cũng muốn đa dạng hóa vào trong bitcoin nhưng mà có thể là rất rất nhiều người họ đầu tư vào trong bitcoin mà họ còn không biết nữa các bạn cũng giống như là hiện bây giờ biết bao nhiêu người đầu tư vào apple đầu tư vào tesla mà họ không biết luôn tại vì sao tại vì họ chỉ mua những cái quỹ etf hỗn hợp như vậy mà thôi giống như là các bạn nói là ok mình là một người mà chấp nhận nguy hiểm cao tại vì mình là còn trẻ cho nên mình sẽ đi mua một cái quỹ etf mà họ sẽ tự đi lựa chọn cổ phiếu nào

Cân bằng họ sẽ tự làm tất cả mình chỉ mua cái quỹ đó mà thôi rồi mình sẽ giữ đó cho đến khi nào mà mình về hưu thì các bạn thấy được là trong những quỹ đó có thể có những cổ phiếu mà một người đầu tư bình thường họ không biết họ đang lưu trữ luôn thì sau này cũng sẽ như vậy một ai đó họ nói là ok tôi muốn mua một quỹ đầu tư để mà đầu tư về hưu thì trong cái quỹ đó có thể có bitcoin mà họ còn không biết nữa các bạn nhưng mà đó mới là cái dòng tiền lớn dài hạn sau này và dòng tiền đó nó mới là bền vững hơn tại vì những người bình thường như như là thuộc mời các bạn đó thì bây giờ chúng ta có thể mua có thể bán bitcoin Bitcoin ETF Ngay cả chúng ta thấy được là những cái người tư vấn đầu tư đó Thì cho dù họ tư vấn như thế nào đi nữa Khi mà mọi thứ không ổn khi mà chúng ta thấy được là giá giảm 30% nên tôi nghĩ là sẽ có rất là nhiều những nhà đầu tư bình thường họ sẽ không chấp nhận được và họ sẽ nói là bán hết đi tại vì dao động nhiều quá. Đối với chúng ta trong thị trường này đó thì dao động 30% là chuyện thường thấy các bạn nhưng mà đối với một người bình thường đó, thì dao động 30% nó giống như chúng ta hàng nghĩ đến là trong thời kỳ khủng hoảng các bạn khi mà chứng khoán giảm 30-40% khủng hoảng năm 2008 nhưng mà đó là chuyện xảy ra hàng tháng trong thị crypto này. Cho nên không phải là hợp với tất cả mọi người Cái tiền đó cũng sẽ dương các bạn đối thường có nghĩa là sẽ có nhiều tiền vào hơn sau này sẽ có nhiều người ở lại cũng giống như là thị trường crypto hiện bây giờ chúng ta thấy được là mỗi một mùa đều có nhiều người đến nhưng mà không ai cũng ở lại nhưng mà không sao nhiều người rời khỏi nhưng mà những người mà ở lại những người mà thực sự hiểu và tin thì các bạn thấy được họ trong thị trường này rất là lâu và ngày qua ngày năm qua năm chúng ta thấy được là cái số lượng người mà có lòng tin thị trường này ngày càng tăng lên chúng ta bây giờ đang chào đón thêm những người mới vào nhưng mà đây là một phần mà thôi các bạn cái phần mà quan trọng hơn đó chính là những người đầu tư về hưu thì họ sẽ không có trade hàng ngày họ cũng sẽ không có quan tâm nhiều cái số tiền này đã bền vững hơn rất là nhiều cho nên khi mà các bạn nhìn vào cái chứng khoán Hoa Kỳ đã dài hạn thì tại sao chứng khoán Hoa Kỳ dài hạn cứ luôn tăng trưởng như vậy? Tại vì trên căn bản cái số lượng người trade thì cũng có chứ không phải là không các bạn nhưng mà phần lớn tiền một phần rất là lớn là đến từ những cái quỹ hưu trí các bạn khi mà người ta đầu tư người ta đã suy nghĩ là mình sẽ đầu tư trong vòng mấy mươi năm sau tại vì cái số tiền này đã đầu tư dài hạn cho đến khi nào họ về hưu thì thôi cho nên cái số tiền đó đó cứ hàng tháng hay là mỗi hai tuần khi mà họ lãnh lương thì một phần lại dùng để mà mua cái quỹ đó quỹ đó là dùng tiền để mua những cổ phiếu cho nên dài dài hạn nó cứ tăng mà tăng tại vì trên căn bản đó là những cái đô lời các bạn thì nó cũng là tương tự như vậy khi mà bắt đầu có bitcoin trong những cái quỹ này đó là điều tôi muốn chia sẻ đây với các bạn và không chỉ riêng là những cái quỹ đầu tư các bạn họ muốn thu thêm người mới vào dòng tiền mới vào mà chúng ta nhìn thấy là những công ty họ vẫn luôn tức lũy bitcoin và công ty lớn nhất trên sàn tích lũy nhiều Bitcoin đó chính là Michael Strategy và các bạn thấy được là trong cái cuộc họp cổ đông trong quý 4 mới đây đó thì Michael sailor cũng đã nói rất là rõ công ty Michael Strategy sẽ không bao giờ dừng bước công ty Michael sẽ luôn tìm kiếm thêm nhiều cách để có tiền cho dù là vay mượn cho dù là bán thêm cổ phiếu hay là có thu nhập từ những cái hoạt động kinh doanh của họ giống như là bán phần mềm thì cái số tiền đó toàn bộ sẽ được dùng để mà mua Bitcoin cái công ty Michael Strategy này đó họ sẽ là một công ty mà cái mục đích duy nhất của họ là tích lũy thêm và tích lũy thêm Bitcoin và họ có thể làm được nhiều thứ mà một cái quỹ Bitcoin Spot ETF không làm được tại vì họ có thể vay mượn khi mà cần thiết họ có thu nhập đến từ hoạt động bán phần mềm của họ cho nên họ có thể tạo ra được thêm nhiều cái lợi ích cho những cổ đông của họ và cổ phiếu của MicroStrategy cũng đã tăng rất là nhiều trong vòng từ lúc mà họ bắt đầu thu Bitcoin rồi các bạn và công ty MicroStrategy cũng sẽ tiếp tục phát triển những cái phần mềm mở liên quan tới Bitcoin Blockchain và họ sẽ hỗ trợ cái phần phát triển sau này của Bitcoin. Và đương nhiên Bitcoin là mã nguồn mở thì ai cũng có thể tham gia vào nhưng mà chúng ta bây giờ lại có thêm một cái đơn vị họ cam kết sẽ tiếp tục phát triển cái phần mềm Bitcoin này các bạn và đó chính là MicroStrategy. Và đây chỉ là một công ty mà thôi và nhiều công ty khác cũng liên tục tích lũy các bạn và chúng ta bây giờ cũng có những công ty stablecoin như Tether cũng tích lũy Bitcoin luôn và chúng ta chỉ biết những công ty đó tại vì họ thông báo tại vì họ trên sàn chứng khoán tại vì họ phải công bố với cổ đông nhưng mà còn biết bao nhiêu công ty khác họ không phải là công ty trên sàn chứng khoán họ cũng không cần phải nói các bạn làm sao các bạn biết được là bao nhiêu người đang lưu trữ Bitcoin hiện bây giờ rất là khó có thể là cái số lượng Bitcoin được tích lũy đã rất nhiều rồi cái số lượng có thể mua bán trực tiếp trên sàn đó không phải là nhiều lắm đâu chỉ là bây giờ chúng ta chưa ở cái đỉnh điểm của cái sự fomo các bạn cho nên không phải là rất nhiều người đang muốn thu mua bitcoin hiện tại nhưng mà khi người đó đến thì giá cả sẽ phản ứng rất là kịch liệt các bạn chúng ta sẽ thấy những cái sự tăng trưởng rất là mạnh tại vì thuần sẽ không chia sẻ video với các bạn trong vòng 4 ngày cho nên thuần sẽ cố gắng ở bơm nhiều hopium với các bạn để các bạn có đủ hopium trong vòng 4 ngày tới thì chúng ta đã thấy được là cái mức giá mà chúng ta vừa ở đó trong một thời gian dài là từ cái mức là 41.800 đô tới 43 000 0.80 đô là một mức rất là quan trọng. Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta đã có tổng cộng là 3 triệu địa chỉ ví đã tích lũy gần một triệu rưỡi Bitcoin trong khoảng thời gian trong cái mức đó các bạn cho nên đây trở thành một mức rất là quan trọng và hôm nay chúng ta cũng đã vượt qua rồi bây giờ là 44.600 đô và có nhiều bạn hỏi thuận là chia sẻ thêm về tốc độ bán của những cái thợ đào thì ngoài trừ GBTC một đơn vị khác nữa cũng bán mà nó quan trọng hơn tại vì có thể là những cái thợ đào này một phần họ có thể bán trên sàn spot không biết các bạn tại vì chúng ta không có những cái thống kê chi tiết liên quan đến những công ty đào họ bán như thế nào nhưng mà có thể là họ cũng muốn bán OTC nhưng mà chúng ta cứ cho là bán trên spot đi thì chúng ta muốn xem coi là tốc độ bán của họ như thế nào cái biểu đồ này đó chúng ta thấy được là có sự trì hoãn khoảng chừng hai ngày nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy là ngay bây giờ những cái công ty đào họ vẫn đang bán bịch còn hiện tại đó là một cái lực bán mà chúng ta biết và chúng ta có nhìn thấy được là cái chỉ số MPI này à, tuy đã có một cái sự giảm xuống có nghĩa là chúng ta nhìn thấy là cái tốc độ bán so với trung bình cái 12 tháng cũng đã giảm nhưng mà vẫn đang có số lượng bitcoin được gửi lên trên những sàn giao dịch đến từ những công ty này nhưng mà điều thú vị hơn đó là chúng ta có thể nhìn thấy là tuy đúng là cái số lượng dự trữ nói chung các bạn nhìn thấy là cái đường màu xanh này trên màn hình đó cũng đến từ crypto khoan thì chúng ta thấy được là cái số lượng dự trữ bitcoin đã giảm xuống nghĩa là những công ty nào họ đã bán nhưng mà không phải công ty nào cũng bán đâu những công ty nhỏ có thể là bán hiện tại những công ty lớn đó thì họ có thể là không cần phải bán các bạn khi chúng ta nhìn vào những công ty lớn như là marathon digital thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái số lượng tích lũy đó đại diện cho những cái cột này liên tục như thế nào các bạn liên tục tăng lên chứ không có giảm xuống chúng ta có thể nhìn thấy được là một công ty khác nữa là cái công ty Riot Riot cũng là một công ty đào trên uh, chứng khoán Hoa Kỳ các bạn và họ cũng đã cho chúng ta thấy là cái số lượng dự trữ vẫn tiếp tục tăng lên nghĩa là gì các bạn nghĩa là những công ty lớn họ vẫn tích lũy hiện tại chứ không phải là bán cái số lượng Bitcoin được bán mà giờ thời đào gần đây có thể đến từ những cái công ty đào nhỏ hơn bây giờ họ đã cận kề cái ngày Bitcoin halving rồi cho nên họ mới nhân cơ hội này bán để hy vọng là có tiền để có thể qua được cái mùa halving này tại vì ngay ngày halving thì thu nhập của họ sẽ bị giảm đi phần nữa cho nên họ cố gắng bán để tích lũy tiền để có thể là sống sót qua cái mùa harvin đối với thần đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy những cái công ty đào họ bán hiện tại và nhìn chung đó chúng ta có thể nhìn thấy được là vốn hóa đã gần tới là 1,8 nghìn tỷ rồi các bạn hôm nay tổng số vốn hóa cũng đã tăng tới 3% và chúng ta có thể nhìn thấy thị trường rất là xanh hiện tại phần lớn là màu xanh và chúng ta nói tới một số thông tin khác đi không liên quan đến Bitcoin thì chúng ta có thể thấy được là công ty ARK Invest 21 Share thì họ cũng vừa nộp tăng bản chỉnh sửa cho cái đề xuất Ethereum Spot ETF các bạn. Tại vì chúng ta cũng đã biết là bây giờ tổng cộng là có 7-8 công ty họ cũng đang chờ đợi để có Ethereum Spot ETF thì chúng ta phải chờ đến tháng 5 mới biết kết quả nhưng mà chúng ta thấy hôm nay đó thì lại những cái thông tin rất là quen thuộc đi vu các bạn giống như chúng ta vừa qua cái sự kiện này bây giờ một lần nữa lại xuất hiện đó chính là những công ty lại chỉnh sửa văn bản của họ và trong trường hợp này là Ark và họ đổi mô hình thành Cash Only đó là mô hình mà những Bitcoin đang hoạt động hiện tại các bạn tại vì Bitcoin Spot ETF bây giờ đó là mô hình Cash Only nghĩa là những công ty phát hành. Họ phải lưu chữ Bitcoin nhưng mà những công ty trung gian thì không cần. Thì bây giờ đó, đây là cái đề xuất tương tự của ARK Và thêm một cái nữa là họ cũng đề nghị là SEC nếu như mà thông qua thì cho phép quỹ của họ stake Ethereum để kiếm thêm lợi nhuận. Tôi nghĩ cái này nó sẽ làm cho mọi thứ nó khó khăn hơn và nó phức tạp hơn Không biết là SEC sẽ nghĩ gì về Ethereum spot ETF. Đến bây giờ thì họ khá là im lặng các bạn. Và tôi cũng không rõ là ARK là họ điều chỉnh cái văn bản này tại vì họ nhận được thông tin từ SEC hay là họ điều chỉnh trước Để có cơ hội thông qua cao hơn Chúng ta chưa rõ cái phần này Nhưng mà vẫn có động tĩnh Đến từ Ethereum Spot ETF Nhưng mà phải đợi đến tháng 5 Mới kết quả cuối cùng Và nói tới Ethereum đó, Thì chúng ta cũng có một thông tin Cũng khá là thú vị Tại vì chúng ta có Cái ngân hàng UBS Ở Hồng Kông thì ngân hàng UBS Hồng Kông đó họ đã thu kinh hóa hợp đồng quyền chọn warrants trên Ethereum các bạn và họ hợp tác với sàn giao dịch OSL thì lý do tại sao mà một công ty chứng khoán một ngân hàng họ lại muốn thu kinh hóa hợp đồng quyền chọn hay là thô kinh hóa chứng khoán tại sao họ lại không tiếp tục sử dụng mô hình hiện tại thì dựa theo UBS ấy, họ đã nói là điều này tăng cường tính minh bạch rất là đơn giản ai đang lưu trữ cái cổ phần đó ai đang lưu trữ cái hợp đồng đó cực kỳ dễ kiếm được ở trên Ethereum không giống như là chứng khoán hiện tại các bạn điều là khi các bạn trade chứng khoán đó, thì nhiều khi các bạn phải chờ một ngày hay là tới 3 ngày thì nó mới gọi là hoàn tất tuy các bạn mua chứng khoán thì các bạn có thể mua ngay lập tức ở Hoa Kỳ nhưng mà khi các bạn mua ngay lập tức mà bạn muốn bán đó, thì họ sẽ không cho các bạn bán tại vì các bạn mua họ cũng cần thời gian để mà ghi ok bây giờ là thuận là người chủ sở hữu của cổ phần này rồi phải giỏi tới cho công ty gọi là lưu trữ sổ cái rồi họ sẽ điều chỉnh và sau đó các bạn mới có thể là tự do bán được nhưng mà đối với lại blockchain thì nó cực kỳ minh bạch và cực kỳ dễ theo dõi kế đó là giảm phí giao dịch các bạn có thể thấy được là giao dịch chứng khoán nó rất là tốn kém cho dù các bạn nghĩ là các bạn đang giao dịch miễn phí thì các bạn không nên hiểu là cái mà họ nhận được đó chính là cái trên lệch giữa cái giá bán và cái giá mua đó là cái phần gọi là spread mà công ty sẽ nhận được chứ không phải là miễn phí đâu các bạn và có một số công ty như là trong trường hợp của cái công ty Robinhood thì họ đã miễn phí nhưng mà thật ra là họ bán tài liệu của các bạn cho những cái công ty for war và những thứ war đã dùng tài liệu đó để mà trade ngược lại với các bạn cho nên không có gì miễn phí hết ít ra đối với lại blockchain thì cái phí nó minh bạch và cái phí có thể rẻ hơn so với lại giao dịch chứng khoán bình thường cái đó là tối ưu hóa quy trình thanh toán và cho phép giờ giao dịch linh hoạt hơn đương nhiên các bạn thấy được là ngay bây giờ các bạn muốn giao dịch bitcoin spot etf thì đâu có được các bạn chứng khoán đã đóng cửa rồi rồi. nhưng mà đó với lại một token chứng khoán thì có thể giao dịch mà không theo giờ của thị trường nhưng mà nếu không theo giờ thị trường thì thường không biết là giá cả sẽ tính như thế nào nhưng mà ít ra đó đây cũng là cái sự khởi đầu của nhiều công ty các bạn họ đang thử nghiệm và các bạn thấy là họ cũng lựa chọn những cái mạng lưới công cộng chứ không phải mạng lưới tư nhân tại vì mạng lưới công cộng nó sẽ minh bạch và nhiều người tin tưởng hơn và không cần phải nói với những công ty mà liên quan là phải sử dụng mạng lưới tư nhân phải tải cái ứng dụng này phải tải cái biến này biến kia các bạn có thể thấy được là nếu như họ dùng ethereum thì chỉ cần sử dụng mạng lưới Ether là được Ai trên thế giới này cũng sử dụng được hết Tại vì đó là mạng lưới mở Và như bạn có hỏi là tại sao đây là hợp đồng quyền chọn Warrants Và không phải là Options Thì hai cái nó tương tự như nhau Chỉ là Warrants được phát hành trực tiếp bởi công ty Vì lý do là chưa gọi bốn các bạn Và đây là cái tin tức cũng rất là lạc quan đối với lại Ethereum Và Ethereum đó thì ngày hôm nay Đã có cái cập nhật Testnet, mạng lưới thử nghiệm thôi các bạn Gọi là Hosky Cho cái cập nhật Dancun Đúng rồi các bạn, Danet và Cancun thì Cancun là cái cập nhật của cái mạng lưới chính thức của Ethereum và Danet là cập nhật cho tầng 2 thì khi họ gộp lại hai cái đó họ gọi là Dan của Ethereum Như các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì những mà nào mà không rành thường cái cập nhật của Ethereum Thứ nhất là họ sẽ sử dụng cái tên của cái nơi cuối cùng họp mặt của cái đội Ethereum Cái đội Developers Và trước đây họ họp mặt ở Cancun các bạn Thì bây giờ họ sử dụng Cancun giống như trước đây các bạn đã nhớ là cập nhật EIP 1559 Cập nhật mà đốt đồng Ethereum đó Thì trước đó họ họp mặt ở London Cho nên mới gọi là London EIP 1559 Và kế đó là họ sẽ sử dụng những cái tên Dựa theo ngôi sao trên trời các bạn cho nên mới gọi là capella capella là một cái ngôi sao rất là sáng trên trời đó là cái cập nhật hiện tại của ethereum cho nên như bạn nào mà thắc mắc tại sao mà cập nhật của ethereum lại có tên ngộ như vậy tại vì họ thường hay ghép nhiều cái lại với nhau và họ sử dụng cái tên của ngôi sao hay là cái tên của thành phố mà họ vừa hợp mặt và đối với lại ethereum đó thì hôm qua tôi chia sẻ với các bạn là ngày mai sẽ có cái cập nhật mainnet của cái upgrade đan khu này nhưng mà không phải các bạn khi mà thường đọc lại thông tin ngày hôm nay đó thì hôm nay họ sẽ thử nghiệm mạng lưới cuối cùng là mạng lưới Husky. Nếu như mà không có gì chắc trở thì ngày mai họ sẽ hợp mặt với nhau và ngày mai họ sẽ lên cái kế hoạch cho cái ngày cập nhật Mainnet và dựa theo những cái dữ liệu bây giờ đó thì cái khả năng là chúng ta phải chờ khoảng chừng 2 tới 3 tuần nữa thì mới có cập nhật Mainnet nhưng mà vẫn sẽ xảy ra trong quý 1 của năm nay các bạn và đó là một cập nhật mà sẽ khiến cho mạng lưới tầng hai của Ethereum sẽ cực kỳ nhanh hơn rất là nhiều. Trong video này tôi nói hơi nhanh một chút tại vì có rất nhiều tin tức và tôi cố gắng góp gọn lại để các bạn không tốn quá nhiều thời gian để có thể cập nhật những cái tin tức này trước khi mà chúng ta không gặp nhau 4 ngày các bạn. <laughs> chúng ta còn một thông tin nữa, đó chính là thông tin đến từ Thái Lan. Thì Bộ Tài chính Thái Lan ngày hôm qua họ đã công bố việc miễn thuế VAT. Cái thuế này là cái thuế cộng thêm các bạn là nó có mức là 7% đối với việc giao dịch tài sản kỹ thuật số có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm nay, có nghĩa là tất cả giao dịch từ đầu năm tới bây giờ sẽ được miễn cái thuế này, miễn 7% thuế. Và lý do tại vì họ muốn thúc đẩy Thái Lan trở thành một trung tâm tài sản kỹ thuật số. Và Bộ Tài chính Thái Lan cũng cho biết là họ muốn thúc đẩy tài sản kỹ thuật số như là một công cụ cho việc huy động vốn. Đối với nhiều quốc gia thì họ không thích sử dụng crypto huy động vốn như là chúng ta nói tới IEO hay là ICO. Nhưng đối với lại Thái Lan hầu như là họ muốn thúc đẩy việc sử dụng blockchain, sử dụng crypto là một công cụ để mà huy động vốn từ nhiều nơi. Cũng là một cái sự tiến triển tốt các bạn về pháp lý của những cái quốc gia trong khu vực đó. Và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Blue Sky ngày hôm nay. Blue Sky là cái ứng dụng mạng xã hội được tạo ra bởi Jack Dorsey. Các bạn đã biết là Jack Dorsey trước đây là CEO của công ty Twitter thì sau khi mà bán cho Elon Musk thì Jack Dorsey cũng đã chuyển qua để mà phát triển mạng lưới Bitcoin và chúng ta cũng đã biết là những cái giống như là ông đang phát triển những cái ví Bitcoin nhưng mà ông cũng có một dự án có tên là Blue Sky đây là một cái mạng xã hội phi tập trung do ông sáng lập và bây giờ đó sau khoảng chừng một năm chỉ dành cho những mạng nào mà được mời sử dụng mà thôi thì bây giờ đã mở cho tất cả mọi người có thể tham gia vào thì Blue Sky đó cho phép phát triển mã nguồn mở và tùy chỉnh cá nhân hiện đã có 3 triệu người đăng ký rồi và Blue Sky đó thì có vẻ ngoài và cách hoạt động nó giống như là Twitter giống như X hiện tại và từ giao diện cho đến các tính năng như là tìm kiếm tạo bài đăng retweet nhưng mà điểm khác biệt của nền tảng này là ở cơ sở hạ tầng phân tán gọi là AT Protocol thì đây là một cái mạng lưới mà nhìn mới đầu đã thành hiểu là nó rất là giống như là Twitter chỉ là cơ sở hạ tầng của nó là một cái mạng lưới phi tập trung và mã nguồn của Blue Sky đó thì hoàn toàn là mở cho phép mọi người bên ngoài công ty hiểu rõ về quá trình xây dựng và hoạt động của nó các nhà phát triển thậm chí có thể viết mã riêng của mình trên Ethereum tạo ra mọi thứ từ thuật toán tùy chỉnh cho đến một nền tảng mạng xã hội hoàn toàn mới nói chung thì thùng vẫn chưa thử các bạn nhưng mà ngày hôm nay họ đã mở cho đăng ký rồi nhưng mà nào mà đã thử rồi có thể comment bên dưới xem coi là các bạn có cảm nghĩ gì chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Hàn Quốc các bạn thì Ủy ban Dịch vụ Hàn Quốc FSC cho biết là họ ban hành một dự luật crypto bao gồm hai phần và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7 của năm nay, nghĩa là hè năm nay các bạn. Và nếu như vi phạm luật đó có thể dẫn đến ít nhất là một năm tù hoặc là phạt tiền từ 3 đến 5 lần cái số tiền bất hợp pháp kiếm được. Và vi phạm là gì các bạn? Vi phạm đó họ đã nói rõ là liên quan đến việc là sử dụng những thông tin nội bộ để mà kiếm lợi nhuận từ crypto. Giống như các bạn có thông tin đến từ sàn hay là thông tin đến từ dự án mà các bạn dùng cái đó để kiếm lợi nhuận mà cái đó chưa được công khai. Kế đó nữa là thao túng thị trường và đương nhiên liên quan tới lừa đảo thì tất cả những cái này đã trước đây chưa có được rõ ràng. Bây giờ đó thì nếu như mà bị phạm luật thì có thể đạt phạt tiền từ 3 đến 5 lần cái số lượng tiền kiếm được hoặc là đi tù các bạn và những cá nhân kiếm được hơn 5 tỷ won nghĩa là 3,76 triệu đô la thì những cái vi phạm như thế này có thể phải đối mặt với án chung thân luôn các bạn hoặc là hình phạt gấp đôi so với số tiền thu được thì tôi nghĩ đây là một cái phản ứng sau cái sự kiện uh, của những cái như là Luna ust các bạn thì lúc đó vẫn chưa có luật rõ ràng và tôi cũng chưa biết là hàn quốc sẽ xử lý ra sao nữa chúng ta cũng đã biết là giám đốc tài chính của form Lab thì cũng đã được dẫn độ về Hàn Quốc Sau đó không nghe tin gì nữa các bạn Còn về Dogecoin thì uh, theo thông biết là chờ tháng sau dẫn độ về Hoa Kỳ Nhưng mà bây giờ nó sẽ có cái luật rõ ràng Và nếu như ai vi phạm những cái này có thể đối đầu với án tù trung thân các bạn Nếu như mà nó liên quan tới nhiều tiền Và các bạn biết là những vụ lừa đảo trong thị trường này đã hơn 3 triệu 7 là con số rất là bình thường các bạn Những cái vụ lừa đảo trong thị trường này lên tới cả tỷ đô la luôn Có thể là sẽ có cái hiệu ứng là khiến cho nhiều người lo lắng và không dám phạm luật. Nhưng mà đây là một phần trong cái luật bao gồm hai phần của Hàn Quốc nhằm tìm cách thiết lập khung pháp lý cho crypto. Cái phần phần nửa còn lại thì bây giờ vẫn đang được phát triển các bạn và tập trung vào việc là tiêu chuẩn hóa việc phát hành token và các quy định trong việc công bố thông tin một cách chính xác và minh bạch cho các nhà đầu tư. Phần đó chúng ta vẫn chưa có rõ nhưng mà cái phần đầu này thì mới đọc <laughs> cũng cảm thấy là nó khá là gắt gao đó các bạn. Hy vọng là sẽ khiến cho nhiều người lo lắng và không có phạm luật chúng ta cũng có một cái thông tin cũng khá là thú vị đây là một cái thông tin liên quan tới làm giả hộ chiếu và bằng lái xe sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để mà qua mặt KYC từ các sàn crypto. Một dịch vụ nổi tiếng mới nổi lên trên mạng có tên là OnlyFake các bạn. Không phải là OnlyFan mà là OnlyFake chỉ đồ fake thôi. Dùng AI để tạo ra các giấy tờ như là bằng lái xe và hộ chiếu giả để giúp một số người lừa đảo qua mặt được bước kiểm tra danh tính KYC trên những sàn giao dịch crypto. Và một báo cáo từ 404 Media vào ngày 5 tháng 2, có nghĩa là cách đây 2 ngày cho biết họ đã dùng một hộ chiếu nước Anh giả từ cái website này OnlyFake để mà qua mặt được bước kiểm tra KYC của sàn OKX thì đương nhiên sau khi có tin này đó, thì sàn OKX cũng đã nói là đây là một cáo buộc không phải đúng sự thật, họ sẽ điều tra kỹ và sẽ cho mọi người một câu trả lời nhưng mà họ nói là không thể nào mà dùng cái hộ chiếu giả để qua mặt họ được nhưng mà chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó thông tin mà thôi khi nào mà có thêm thông tin tức thì chia sẻ với các bạn nhưng mà có nhiều cái sự cáo buộc khác nói là có nhiều người cũng đã dùng những cái thông tin giả này để mà qua mặt những sàn như là Kraken, Bybit, Bitget, Hobby và ngay cả PayPal luôn. Họ cũng không biết đó là hộ chiếu giả hay là bằng lái giả. Nói chung thì AI ngày càng phát triển các bạn và năm nay là năm bầu cử tổng thống. Thường nghĩ là khi chúng ta tiến tới thời điểm đó thì có khả năng là AI đó nó có thể phát triển nhiều rồi. Các bạn đã thấy AI đó khi mà đã xuất hiện thì phát triển rất là nhanh. Thì tới lúc một bầu cử tổng thống đó có thể chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những cái video giả lòng tiếng nghe như là thật thì các bạn sau này đã thật thật giả giả rất là khó phân biệt cho nên crypto cũng sẽ gắn liền với ai thứ nhất là các bạn thấy được là ai có thể giúp cho chúng ta làm nhiều thứ nhưng mà một trong những cái khó khăn làm sao mà AI kết nối được với ngân hàng các bạn và khi mà gửi tiền làm sao có thể xác nhận được ngân hàng kia nhận tiền rồi? rất là khó các bạn. Chúng ta cần phải tham gia vào những hệ thống truyền thống hiện tại và không phải là dễ. Nhưng mà nếu sử dụng crypto thì đơn giản hơn khi mà các bạn có AI để giới thiệu các bạn nói là AI bây giờ hãy đi đặt cái quán nào đó hay là cái mặt hàng nào đó thì mặt hàng đó đòi hỏi là cần phải có tiền đặt cọc thì AI có thể là tự gửi crypto và họ có thể tự kiểm tra ở trên blockchain là biết là đã thành công rồi trong khi mà gửi tiền qua ngân hàng người ta thì làm sao bạn biết được khi nào mà thành công ngoài trừ người ta trả lời mà thôi các bạn thì nó sẽ có nhiều cái công dụng nhưng mà một mặt khác nữa là có thể dùng AI để có thể xác nhận là bạn là người thật giống như là sau này đã sử dụng không biết là cái gì các bạn có thể là YouTube người là không phải nhưng mà trước khi thường đăng video thường có thể phải để cái khóa cá nhân vào thì khi mà khóa cá nhân để vào rồi xác nhận đó là Thuận thì khi bạn xem các bạn sẽ biết ồ oh, video này đã đã có khóa cá nhân được xác nhận bởi Thuận thì đó là video thật của thuận chứ không phải là video giả có thể đó là những cái giải pháp sau này nhưng mà AI là một cái vấn đề mà ngài sẽ càng phổ biến hơn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thường muốn chúc các bạn và gia đình có một ngày Tết vui vẻ. Và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.